Thiên đường cá cảnh xin giới thiệu đến các bạn máy sưởi oxy resin mã hàng AB30. Cái máy này nó rất là nhỏ gọn nha các bạn. Nó khoảng to bằng bàn tay. Ở đây mình cho các bạn xem thông số của máy như sau. Máy thì 16W, công suất 16W, thổi được 30 lít trên phút. Máy chạy cũng tương đối êm. Ở đây mình test cái máy ở cái đĩa sủi đường kính 20cm. Các bạn lưu ý là cái đĩa sủi đường kính 20cm là cái đĩa rất lớn nhé, to hơn bàn tay, bằng cái đĩa đó, cái đĩa ăn cơm đó, gần bằng luôn đó. Và ở đây mình test ở độ sâu mực nước là 70cm. Nó phun oxy rất là nhiều và mạnh. Cái máy cũng tương đối nhỏ gọn. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988347508 hoặc truy cập website thienduongcacanh.com để xem thêm về chi tiết của sản phẩm. Thì cái máy này nó sẽ cho thêm một cái vòi, cái cào vòi chi số 6. Nó cho thêm kèm như thế này. Nhưng mà khi các bạn mua sản phẩm thì chỗ mình sẽ tặng thêm các bạn dây để gắn vào mấy cái đầu sủi oxy này nè. Tặng thêm 6 cục sủi nữa, 6 đoạn dây nữa. Mình xin nhắc lại mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988347508 hoặc truy cập website thienduongcacanh.com. Thân ái chào các bạn.